Thứ năm tuần 31 thường niên. Lời Chúa: Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Luca chương 15 câu 7. Hướng lệ số 39. Con Đức Mẹ vô nhiệm biết thông cảm, đem lời thân ái an ủi chị em lúc đau buồn, nâng đỡ chị em khi yếu đuối. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nhận ra chân dung của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Giữa xã hội Do Thái đương thời, ai nấy đều kỳ thị những người thu thuế và tội lỗi, đặc biệt các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì lên án những người tội lỗi cách gay gắt. Đối lại, Chúa Giê-xu luôn yêu thương và nâng đỡ họ. Ngài đã đưa ra cho các biệt phái những dụ ngôn để cho họ hiểu về đặc tính yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời dạy họ hãy sống yêu thương như Ngài. Qua dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị đánh mất, Chúa Giê-xu diễn tả về hình ảnh một Thiên Chúa luôn đón nhận con người, bất kỳ họ là ai, bởi con người là kiệt tác của Thiên Chúa, được Ngài hết mực yêu thương và trân trọng. Và khi con người yếu đuối phạm tội, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ và không mệt mỏi để đi tìm kiếm con người. Tình yêu của Thiên Chúa vô biên và vượt xa giới hạn của con người. Dòng chảy yêu thương của Thiên Chúa cũng được thấm đượm nơi tinh thần của hướng lệ số 39. Con Đức Mẹ vô nhiễm biết thông cảm, đem lời thân ái an ủi chị em lúc đau buồn, nâng đỡ chị em khi yếu đuối. Chúng ta không có quyền để lên án bất cứ ai, bởi vì chúng ta cũng là tội nhân. Một khi cảm nghiệm sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ dễ để đón nhận, cảm thông và nâng đỡ người khác, nhất là đối với những chị em đang sống bên cạnh mình. Những lời gièm pha, xét đoán được thay bằng cử chỉ ủi an, khích lệ sẽ đem đến cho người chị em thêm tia sáng hy vọng, thêm động lực để phấn đấu. Nhờ đó, bầu khí cộng đoàn sẽ thắm đượm tình gia đình và hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa sẽ ngày càng được lan rộng thêm. Lạy Chúa là đấng xót thương, xin giúp chúng con luôn đặt niềm tin tưởng vào Chúa để quyết tâm hoán cải trở về với Chúa khi sa ngã phạm tội, đồng thời có cái nhìn của Chúa để cảm thông với những yếu đuối của anh chị em. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Chị em nói lời khích lệ, cảm thông trước yếu đuối của người khác và cầu nguyện cho họ.